Khó lăn nhá, dài ta đang bị bắt vào nhưng mà dài ta được cứu bởi thanh niên Puppy. Vừa mới định black hole cái thì ngay lập tức là bị cuốn gói vào bên trong này thôi, xong mất một cái pha black hole. Bây giờ thì Mid One anh ta cũng sẽ lấy được cái mạng của Puppy trong thế này thôi, nhưng Mid One anh ta thấp máu quá, Mid One anh ta còn một tí máu thôi, double kill Unisa.